Trong video này thì chúng ta sẽ học cách làm sao để làm một cái blog mà hiển thị được text và cái hình ảnh. Ở đây thì ví dụ chúng ta có sản phẩm áo len chẳng hạn. Áo len 03 chẳng hạn. Đây thì nó chỉ có cái tên thế này thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ thêm text. Đây mọi người sẽ chọn cái tab đầu tiên. Đây là ví dụ đây là áo len. Ở đây thì chúng ta nhập được tối đa là 640 ký tự và chúng ta cũng có thể chèn link trang web vào đây được. Ví dụ tôi nhập là áo len 03 kiểu dáng gì đấy chẳng hạn. Kiểu dáng gì gì đấy. Và có giá cả như thế nào chẳng hạn, 350 chẳng hạn. Đấy. Liên hệ gì đấy, tôi ví dụ vậy. Ok. Đấy. Thì chúng ta sẽ chèn được cái text vào đây rồi. Ở đây thì tiếp tục chúng ta muốn lấy hình ảnh thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Đây. Tất nhiên là chúng ta có thể thêm rất là nhiều hình ảnh. Ví dụ chúng ta có thể thêm nhiều hình ảnh vào đây. Đấy. Rồi, ok. Đấy. Và ở đây thì khi mà khách hàng kích vào cái nút áo len 03 chẳng hạn thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Tôi ví dụ nhá. Bây giờ ở đây thì mọi người sẽ thấy này, trong cái chỗ text này này, chúng ta có ba cái thêm cái button vào đây được. Ví dụ khi chúng ta vào về lại áo len chẳng hạn thì chúng ta có thể đây, link này. Đấy. Ví dụ như là link web chẳng hạn. Quét ok, chúng ta nhập vào đây .com gì đấy và sản phẩm gì đấy, khi khách hàng mà kích vào đó thì nó về sản phẩm ấy luôn. Hotline chẳng hạn, gọi ngay đi ví dụ vậy. Ok, chúng ta có thể nhập số điện thoại vào đây. Ok, ví dụ số điện thoại chúng ta là đấy, mọi người sẽ nhập 84 nhé và bỏ khấu số 0 đi. Ví dụ vậy, tôi nhập số điện thoại ví dụ thôi. Ok. Thì khi khách hàng kích vào đây nó sẽ gọi luôn. Và cái này thì cũng hỗ trợ để chúng ta có thể liên kết các blog khác. Ví dụ khi áo len 03 này chẳng hạn thì nó có một cái màu tương tự chẳng hạn. Màu tương tự áo len 03 là áo len 04 chẳng hạn. Đây. Ví dụ như chúng ta đánh là màu tương tự chẳng hạn. Mẫu tương tự. Tương tự. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ đánh là xem mẫu khác chẳng hạn. Ok. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái blog để khi khách hàng kích vào thì nó sẽ thể hiện. Đây tôi sẽ ví dụ cho mọi người xem nhá. Ví dụ khi khách hàng vào đây và họ sẽ thấy cái áo len 03 chẳng hạn. Đây, ví dụ bây giờ họ sẽ vào và họ sẽ thấy là áo len 03. Ok. Ở đây thì mọi người sẽ thấy hai phần cái button này nhé. Đây là phần khách hàng nhìn thấy này. Và đây là phần blog mà nó sẽ trỏ tới này. Ok, tôi thử nghiệm nhé. Chúng ta ấn vào test chatbot này. Ok, đây. Thì nó lại chào này. Đấy, nó đúng y những gì chúng ta làm này. Rồi. Chúng ta xem nhé. Đây. Đây. Đấy. Và đây chúng ta kích vào áo len 03 này. Đấy. Thì nó sẽ ra này. Đấy. Hai cái ảnh này. Và chúng ta kích vào mẫu khác này. Thì nó sẽ không hoạt động bởi vì cái áo len 04 thì chúng ta chưa thiết lập cái gì cả. Nó đang trống tinh này này. Đấy, ok.